Hiện tại, các bệnh viện tại khu vực miền Nam và miền Trung đang có rất đông bệnh nhân nhập viện do nắng nóng gay gắt trong tuần qua. Số lượng bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa đã gia tăng gấp nhiều lần. Sử dụng thực phẩm không được bảo quản cẩn trọng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ dễ dẫn đến các triệu chứng như đau dạ dày, tiêu chảy. Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, từ đầu tháng 5, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân, tăng gần 20% so với tháng trước, trong đó chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Bé của em thì bị ho với lại hơi khó thở nữa, cho nên là được bác sĩ yêu cầu là thở oxy. Chúng tôi đã gặp và khám rất nhiều cho em bé bị những nhiễm trùng đường hô hấp, chẳng hạn như viêm đường hô hấp gây do virus, một số trường hợp viêm phổi, một số trường hợp do sự thay đổi thời tiết đột ngột có thể nảy sinh được xuất hiện một số cái trường hợp trẻ bị có những cái cơn hen cấp. Thời tiết nắng nóng, nếu trẻ sử dụng thức ăn không được bảo quản cẩn thận, bị ôi thiêu, rất dễ mắc các bệnh về dạ dày, tiêu chảy. Đồ ăn thì cũng bị dễ bị mau thiêu kìa, nên cũng dễ bị gây ra bụng. Với lại nóng bức thế này thì bé bị hâm tả luôn. Các bệnh viện ở khu vực phía Nam cũng trong tình trạng tương tự. Ảnh hưởng của tia cực tím khiến sức khỏe suy giảm nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên có dụng cụ che chắn, bảo hộ khi phải ra đường vào thời điểm nắng nóng. Chúng ta nên cho trẻ ở nơi thoáng mát, hạn chế đi ra ngoài đường buổi trưa, nhất là từ 9 giờ cho tới khoảng 3-4 giờ chiều. Đặc biệt là buổi trưa thì cái thời điểm mà tia cực tím rất là lớn. Hiện tại cái tia cực tím ở thành phố chúng ta là đo được từ mức 8 cho đến mức 11. Trên cái thang điểm tiêu cực tím, tức là mức rất cao và mức nguy hiểm. Dự báo tình hình nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài, phụ huynh nên cho trẻ uống nhiều nước, dùng nhiều hoa quả để bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng.